Rồi, xin chào anh chị các bạn nha Thì uh, hôm nay uh, mình xin phép gửi đến chị đến cái uh, bài phân tích về cái bàn tay của chị Tuyết Chị Tuyết này thì uh, chị sinh năm 1983 Thì năm nay chị là 39 tuổi Thì uh, chị có yêu cầu mình là mình xem dùm cái đường xuất ngọi Thì uh, trước khi mình uh, xem đường xuất ngọi cho chị thì mình sẽ phân tích sơ cái bàn tay của chị này trước sau đó mình sẽ chú tâm vào cái đường suốt uh, xuất ngợi của chị này sau nha anh chị nha. Rồi, thì đầu tiên mình nhìn sơ bộ cái bàn tay của chị này ha. Của chị, chị Tuyết này nè. Đó, anh chị thấy là bàn tay này khá là cũng là đẹp ha. Đẹp nha anh chị. Đó. Nhưng có một cái anh chị thấy để ý nè. Để ý ở đây á, là anh chị thấy là cái bàn tay của này chị này là có rất là nhiều cái cái đường. Anh chị thấy không? Đó, nhiều được các ngang nè. Đó, đây nên chị thấy không đó có rất là nhiều đường điều này chứng tỏ điều gì à, chị này là có một cái là chị suy nghĩ rất là nhiều đó anh chị thấy không suy nghĩ rất là nhiều ừ. à, thứ nhất cái thứ hai mình sẽ xem uh, cái đường sinh đạo nè cái đường sinh đạo là đường này anh chị mình sẽ xem được cái đường sinh đạo của chị này thế nào đây đường sinh đạo là chị à đường sinh đạo chị này cũng khá là tốt nè ha khỏe khoắn nè à bên cạnh đó là chị này cũng có thêm một cái đường quý nhân phù trợ thì nói về cái sức khỏe gì này cũng khá là tạm ổn nha anh chị chỉ có một cái là chị này suy nghĩ nhiều nè màu sắc bằng tay cũng được nó cũng là không đến nổi chị ha rồi cái là thứ nhất cái thứ hai anh chị mình để ý thêm cái đường trí tuệ chị này nè à, thì là khỏe nó hơi không được nói anh chị ha à, đường trí tuệ đây à thì đường trí tuệ này nó cũng à, dài bình thường thì về vấn đề mà mà, mà, mà công việc thì chị này à, sau này cũng có thể làm kinh doanh được nha không ngắn lắm đường trí tệ này cũng rõ ràng à. đó thì sau này chị nói chung là chị này là cũng khá là thông minh nhanh nhẹn bên cạnh đó là chị thấy cái gò tiếp theo mình phân tích tới cái cái gò này anh chị cái gò của chị này nó nhô lên nè gì thấy không đây là cái gò gọi là gò mộc tinh À, một, một tin này thì nó lại mô tả đến vấn đề cái quyền cửa quyền thứ hai là cách nói chuyện đó là khi cái 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 khi một người nào đó ra lệnh cho một người nào đó ha cho một người phía dưới họ nghe hay không thì cái cái gò này nó phát triển lên chứng tỏ là chị này à, nếu mà làm về một vấn đề là trong nhà nước hay là làm ví dụ như chị làm làm quan làm gì vậy? làm ví dụ như làm lãnh đạo đi hay là trưởng phòng pháp phòng vậy thì những nhân viên của chị á, chị nói thì người khác nghe hoặc là ở trong nhà gia đình thì chị có thể nói thì à, những người con cái anh em ha chị các em có thể là 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 nghe lời chị được đó thứ hai thứ thứ ba mình phân tích đến đường tình cảm nên chị à, cái đường tình cảm của chị này nó dài nó kéo tới gò này luôn ở giữa thứ nhất là giữa gò mộc tinh và thổ tinh đây gò, đây gò mọc tinh này gò mộc tinh anh chị ha Gò này gò thổ tinh nè đó thì điều này chứng tỏ là chị này sống khá là tình cảm những đường mà có đường tình cảm này, nè chị nó dài á thì đa phần những người này sống vì gia đình cũng nhiều khá là nhiều ha rồi tiếp theo mình sẽ phân tích đến vấn đề tài lộc của chị này đi chị này năm nay 39 tuổi 39 tuổi thì cái đường đường vận mệnh chị này nè anh chị thấy không thì nó sẽ khu vực ngay cực khúc gốc này khu vực này nè anh chị đây ngay khu vực này nè đó ngay khu vực này là năm 39 tuổi hiện tại thì bây giờ của chị cũng mọi thứ nó rần rối ren lắm nó không có gì gọi là sáng sủa hết à, không có gì sáng sủa đâu anh chị nè đây khu vực này đó anh chị đây hiện tại anh chị thấy không có rất là nhiều cái đường mà cắt ngang nè cản phá nè à. nên là chưa có được hiện tại là tài lộc cũng chưa có được thứ hai nữa anh chị thấy là ngay cái đường công danh nè anh chị này cũng có đường công danh anh chị ha à, nhưng mà có con cái đường công danh này là bị tuột ra ngoài đường tuột ra ngoài khe này đó Đường công danh của chị này hiện tại có rất là nhiều đường mờ ảo ảo thì nó sẽ ảnh hưởng đến khá là nhiều đến cái vấn đề của cái cái cái, cái công việc của chị và danh tiếng của chị. Nên hiện tại bây giờ là chị cũng chưa được gì hết, có tiền cũng có thể bị chảy ra ngoài hết. Đó. Có tiền chảy chạy ra ngoài. Về nhìn sơ bộ cái đường chi tay của chị này á thì anh chị thấy là chị này có thể giữ tiền được nha, tại vì các ngón tay này nó khít nhau anh chị thấy không? Đây, các con thay khít nhau. Thì vấn đề là để giữ tiền thì chị này là giữ tiền được nha anh chị, nhưng hiện tại bây giờ là tiền của chị bị chảy ra này ha. Chảy ra. Đó. Rồi. Mình sẽ phân tích tiếp đến vấn đề là đường hôn nhân của chị này. Hôn nhân ngay vì điện thoại chị. Đây. Cái đường hôn nhân là cái đường ngay khúc này đây chị này, đó. Mình phải đường hôn nhân đây để anh chị bữa sau mà anh chị nào mà nếu mà có cái nhu cầu mà cần xem đường hôn nhân á thì anh chị cố gắng chụp cái khu vực này rõ lên chút xíu cho mình đây đây là những đường hôn nhân đó anh chị thấy không đó thì chị này á điều như có nhiều đường hôn nhân như thế này thì điều, điều đó chứng tỏ là gì là chị này đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi Hiểu không nhiều mối tình nhưng mà ví dụ như yêu sớm nè Hiểu không sau đó chị này có một mối tình nữa nè mối tình nữa nè ha mối tình nữa gì? chẳng hạn còn năm 39 tuổi thì bây giờ tại vì cái video trước mình mình có mô tả cho anh chị biết được là cái tuổi nào hả à, cái tuổi nào thì bắt đầu là là mình 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 bắt đầu mình có thể cái khôn cái khôn năm nào thì có video trước mình có nói với anh chị để xác định được cái tuổi luôn thì chị này á chị tuyết á thì ngay vị trí này đây đây thì cái đây là cái có thể là mối tình cuối cùng của chị với lại người chồng hiện tại bây giờ giờ đây chị đã 39 tuổi thì nó không có vực này đây đó khu vực này có thể là 32 33 gì đó có một mối tình như chưa cái hôn ha nếu nếu như cái đường này anh chị anh chị để ý là ngay cái đường mà đường hôn nhân nếu như mà ví dụ nằm ở đây mà nó kéo ngay khúc này chỉ là, là mối là mối mối tình bình thường thôi để mà gọi đến tiếng tới hôn nhân thì cái đường hôn nhân này này nó phải ra tới cái gò, gò thủy tinh này, này này như thế này là tốt và cố gắng những cái đường mà đường hôn nhân thì không đừng có quẹo lên đây này cũng không ổn nè mà trường nó ổn nó xuống tới đây cũng không tốt nè anh chị ví dụ như cái đây mà nó quẹo xuống đây thì vấn đề hôn nhân của người này sẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại à, ví dụ như đang có thể là không đến được với nhau được chẳng hạn nhưng đó là nếu như mà à, hôn nhân rồi mà nếu như cái đường nó quẹo xuống đây thì chắc chắn à, sẽ có vấn đề là ly dị hoặc là trong một người vợ người vợ gì thì cũng xảy ra bệnh hoạn ảnh hưởng đến rất là nhiều vấn đề rồi anh chị nên là khi xem cái bàn tay hôn nhân để anh chị cố ý cố gắng xem cái này rồi tiếp tục mình uh, sẽ trở về cái vấn đề chính của chị này là chị hỏi về cái vấn đề là đường hôn nhân À, cái đường đường cái đường đường gọi là đường xuất ngoại. thì đây cái đường xuất ngoại của chị này nằm đây đã bạc các bạn đây đây cái đường hôn nhân đây mình sẽ vẽ cái đường hôn nhân của chị này đây đó chị này cái hiện tại đang có đường hôn nhân của chị này đây à đường uh, xin lỗi đây là đường xúc ngọ của chị này đây ha đây là đường xúc ngọ nha anh chị mình mình nhầm lúc nãy đường xúc ngọ đây anh chị thấy không đường xúc ngọ của chị này hiện tại có rất là nhiều đường cắt ngang đây không đường cắt ngang này cắt ngang này xuyên đây trên đây, đây lại tới tẻ trong cái đường gõ nữa đó ngay khu vực này còn có thêm một đường cắt ngang nữa Thấy không? chị này đi phỏng vấn chị đi làm gì đường xuống ngoại chị này có nhưng mà bị cản phá rất là nhiều lần cản phá một lần này hai lần ba lần bốn lần có thể năm lần sáu lần gì đó tại vì mình phải định giá mình mình phải định hướng mình xem được là có bao nhiêu lần được cắt ngang thì bấy nhiêu lần bị chặt trở thì mình có hỏi chị thì chị đã hiện tại bây giờ chị hồi xưa là chị đi phỏng vấn du lịch à, đi đi du học là bốn lần bị thất bại rồi vừa rồi thì có phỏng vấn một lần trước đây đó phỏng vấn một lần về cái 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 gì hôn nhân à, chồng chị bảo lãnh nhưng hiện tại cũng chưa được thì chị có hỏi mình là có thể đi được hay không mà chắc chắn khi bàn tay của anh chị nào mà có đường xuất hiện đường xuất ngoại xuất ngoại lên chị ha đây thì chắc chắn sẽ đi được nếu như cái đường này mà nó càng rõ đậm ha ví dụ như anh chị mới có xuất hiện nhưng mà có đường cắt ngang thì chắc chắn là sẽ bị trở ngại vấn đề là làm giấy tờ nè hoặc là phỏng vấn không đậu có nhiều trúc trặc nhưng mà về sau cái đường này mà nó mạnh mẽ lên ví dụ đường này đây ha của chị chị tuyết đây là phía sau này đây nó 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 nó, nó rõ ràng như này anh chị thấy không đó. mà nếu như khu vực này nè anh chị à, của, 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 chị tuyết mà nó đậm lên mà nó rõ càng rõ hơn thì cái việc chị đi suốt ngồi là chuyện bình thường ha đó anh chị nha thì để mà xin phép cái lời khuyên dành cho chị này thì hiện tại á, chị có rất là nhiều cái suy nghĩ trong đầu óc mình cái gì cũng vậy chỉ cần à, thoải mái đầu óc lên thì chị sẽ vượt qua được cái giai đoạn này nha chị nha và chắc chắn chị sẽ được đoàn tụ gia đình nha anh chị tại vì mình có cái đường à, xuất ngoại nè à, qua những giai đoạn này cắt trở rồi thì mình sẽ À, mình sẽ cố gắng là mình ấy nói chung là mình sẽ được đoàn tụ với gia đình mình nghe anh chị nha. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống. À, cố gắng giữ gìn sức khỏe thì một việc gì nó cũng sẽ qua. Chào anh chị.